Trong chuyến thăm và làm việc với tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, chiều nay Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tới thăm và làm việc với cán bộ chiến sĩ của Bộ Tư lệnh Quân khu 4. Nói chuyện với các cán bộ chiến sĩ của quân khu, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hoan nghênh và biểu dương các lực lượng vũ trang của quân khu đã đạt được nhiều thành tích trong việc chấp hành nghiêm túc các chủ trương của Đảng, Quân ủy Trung ương và mệnh lệnh của Bộ Quốc phòng để triển khai các nhiệm vụ được giao trên địa bàn 6 tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị, đóng góp thiết thực vào thành tựu phát triển kinh tế xã hội, cải thiện đời sống nhân dân và bảo đảm an ninh quốc phòng. Về những nhiệm vụ của quân khu 4 trong thời gian tới, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ rõ, hòa bình, hợp tác, hữu nghị vẫn là xu thế lớn trên thế giới, song vẫn còn ẩn chứa những diễn biến khó lường, đặc biệt là vấn đề biên giới lãnh thổ, nếu xử lý không tốt sẽ dễ xảy ra xung đột. Thủ tướng nhấn mạnh, Việt Nam cũng như các quốc gia khác đều coi chủ quyền quốc gia là thiêng liêng, bất khả xâm phạm và không thể nhân nhượng. Trong bối cảnh tình hình như vậy, nhiệm vụ đặt ra đối với đất nước là hết sức nặng nề. Do vậy, chúng ta phải quán triệt sâu sắc, thực hiện hiệu quả hai nhiệm vụ chiến lược có ý nghĩa sống còn, đó là xây dựng đất nước, đi đôi với bảo vệ đất nước. Thủ tướng nhấn mạnh, đất nước phải mạnh lên về mọi mặt, mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức, mạnh cả về kinh tế, mạnh về khối đại đoàn kết toàn dân và mạnh về quốc phòng an ninh. Đồng thời phải chuẩn bị tốt cho chiến tranh tự vệ trong mọi tình huống thì mới chủ động góp phần ngăn ngừa các cuộc tấn công xâm lược, gìn giữ hòa bình ổn định cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đó là trách nhiệm của thế hệ hiện nay trước dân tộc. Đề cập đến nhiệm vụ chống diễn biến hòa bình, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định chỉ thị của Bộ Chính trị đã đưa ra yêu cầu tiên quyết, đó là phải ngăn cho được các âm mưu chống phá, sự ổn định chính trị và xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đối với các lực lượng vũ trang hiện nay, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc chính là bảo vệ toàn vẹn chủ quyền quốc gia và bảo vệ sự lãnh đạo của Đảng. Đồng thời phải tích cực tham gia xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc để Đảng với dân là một, đi cùng với việc tích cực chống tham nhũng quan liêu. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, lực lượng vũ trang quân khu 4 là một bộ phận quan trọng của quân đội nhân dân Việt Nam. Do vậy, quân khu trước hết phải vững mạnh về chính trị, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, hết lòng hết sức phục vụ đất nước và nhân dân. Các lực lượng vũ trang của quân khu cũng phải làm tốt công tác huấn luyện chiến đấu, đi cùng với xây dựng tốt khu vực phòng thủ, gắn bó mật thiết với nhân dân, giúp dân xây dựng nông thôn mới. Cuối cùng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị các lực lượng vũ trang quân khu 4 cần làm tốt hơn nữa vai trò nòng cốt trong phòng chống thiên tai. Bởi 6 tỉnh của quân khu là địa bàn có nhiều thiên tai bão lũ. Đồng thời tiếp tục thúc đẩy hợp tác, phối hợp chặt chẽ với nước bạn Lào trong chủ động đấu tranh phòng chống tội phạm khu vực biên giới, hỗ trợ người dân vùng biên của hai nước phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, qua đó góp phần tăng cường mối quan hệ thật sự hữu nghị và tin cậy.